Lý minh
thời tại Nhật gần gũi nhớ ơn. Mãi được thắng nhân thẩm nhung pháp vụ, y truyền pháp phú ơn cả nghĩa đây. Chỉ nạp thân này mới mong đền đáp phục nguyện một tánh linh minh. Tây vương trực bàn ba thân thân tình chánh giác viên thần chân pháp vô sinh ngộ chân đại định. Mong Phật thọ kỹ ứng hóa độ sanh. Xin ba cõi vào ra nguyện tế
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dường Nam Mô Tát Pha Đát Ta. Yeah.
Yeah.